Chính quyền ông Biden ước tính khoảng 400.000 doanh nghiệp nhỏ đã phải đóng cửa việc kinh doanh vì đại dịch và hàng triệu doanh nghiệp khác gần như không thể sống sót. Tôi hy vọng rằng với chương trình cứu trợ mà chúng tôi đang thực hiện sẽ có thể cắt giảm thuế giúp đỡ những người lao động đã nghỉ hưu. Chúng tôi sẽ mở rộng chương trình bảo vệ tiền lương cho những lao động về cơ bản đã nghỉ việc. Tấm séc $1,400 sẽ đến tay 85% công dân Mỹ. Gói cứu trợ lớn nhất lịch sử Mỹ bao gồm 28 tỷ đô để hỗ trợ cho các nhà hàng và cơ sở ăn uống khác. Ngoài ra, 15 tỷ đô la Mỹ dùng để phân bổ những trường hợp phát sinh. Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ như Smith Flooring thì đây thực sự là chiếc phao cứu sinh giúp cho họ không bị nhấn chìm bởi đại dịch COVID-19. Smith Flooring đã chứng kiến doanh thu giảm tới 1/5 trong thời dịch bệnh. Doanh nghiệp này vừa mới đủ điều kiện để nhận khoản vay từ chương trình bảo vệ tiền lương, vốn chỉ tập trung vào việc giúp đỡ những doanh nghiệp nhỏ có từ 20 nhân viên trở xuống. Hiện Smith Flooring đang sử dụng khoản vay để giữ chân công nhân và nâng cấp công nghệ. Cảm ơn Ngài Tổng thống vì đã quan tâm và giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và thiểu số. Chuyến ghé thăm của Ngài đến một số doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi thực sự biết ơn những chính sách hỗ trợ của chính phủ. Ông Biden cho biết trong 10 ngày tới, chính quyền của ông sẽ thúc đẩy hai mục tiêu quan trọng. Một là phân phối 100 triệu khoản thanh toán hỗ trợ doanh nghiệp và hai là xúc tiến việc tiêm chủng 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.